Rồi bây giờ bà con đã chuẩn bị tập trung đầy đủ rồi nha. Thì chuẩn bị sắp sửa để trao quà cho bà con nhé. Rồi đây là bị cô lập lâu chưa? Và bị cô lập là phải cũng hơn tuần đấy rồi. Bị mất nhà luôn, trôi nhà luôn hả? Vâng, trôi nhà mất khổ. Người thì thiệt hại, chết người với sạt lở thì ở trong lũ thì mất hẳn một làng. Như một làng trong kia là mất hết cả một làng luôn hả? Vâng, mất một làng luôn ạ. Làng sập xuống là mất cả một làng luôn. Hết gần 100 người ạ. Người ta tìm thấy xác hết chưa? Chưa hết ạ. Chưa đủ. Các bộ đội chiến sĩ thì vẫn đang để tìm kiếm. Vâng, đang vẫn đang tìm kiếm. Đau thương mất mát rất là nhiều luôn mọi người. Thì hôm nay có những phần quà đây là của những anh em ở bên huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk ấy, là đến để trao cho làng mình. Một chút quà đó là của anh em. Rồi bây giờ bà con chờ tí chút để nhận quà nhé. Em về đây phát quà xong là sướng quá. Các lòng hảo tâm của các anh từ các miền ủng hộ về miền Bắc, về Lào Cai, chúng em đi từ Đắk Lắk ra đây là đi 2 ngày 2 đêm á. Tới đây đúng 2 ngày 2 đêm, đi xuyên luôn. Đi xuyên luôn, đi 2 ngày 2 đêm á. Còn chưa, còn không có thời gian, con tắm luôn ấy. Mới xin nước gội cái đầu nè. Mới vừa xin nước trong đây gội cái đầu thôi, còn chưa tắm luôn. Cảm ơn các cháu nha. Sáng giờ cho chưa ăn cơm luôn, chưa ăn gì luôn. Cái củ thì thế là những cái trường hợp mà bị trôi xác từ trong kia xuống. Đây là xe đó chở xác chết về á hả? Có xác ở trên đó không? Có xác chết ở trên đó không? Chắc là có. Xác chết tươi về. Xe đây xe chở xác chết trôi á hả? Có người ở trên đó không? Lú ở trong, lú ở trong. Chào mừng cả nhà mình đã trở lại video tiếp theo trên kênh Gia Làng Tây Nguyên nha. Hiện tại thì anh em mình đang ở đây là cây xăng Thạch Hà, huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh nha cả nhà. Anh em mình đến đây đổ xăng chuẩn bị để bước vào cao tốc để lên Hà Nội nhá. Thì nhân tiện đây thì anh em nhờ mấy cái chỗ đây để xin tắm nhờ cả nhà. Mấy anh em vô tắm rồi, mình thì để dành tối mới tắm, chứ bây giờ thì chưa muốn tắm do tại vì đông người quá nên là mình vào chờ nữa thì sẽ bị lâu đấy cả nhà. Nên là giờ để cho mấy anh em kia tắm nữa. Trong đó có mấy người tắm anh? Hả? Có mấy người tắm luôn đó? Rất nhiều. Rất nhiều luôn hả? Anh tắm không? Giờ không có chỗ tắm luôn rồi. Không có chỗ tắm luôn à? Trái phòng luôn đúng không? Trái phòng. Có một phòng à. Có một phòng luôn và rất là nhiều người tắm luôn. Nên là anh em mình để dành tối tắm nhá. Ok. Để dành tối mới được. Để dành tối tắm nha. Tối nay ra làm ly rượu chứ vậy lạc. Tối nay phải uống nhá. Tối nay uống anh em phải làm ly chứ. Anh uống hát hò vui hả? Có cái đàn guitar ở đây, tao uống hát hò chứ. Dạ, để tối tính, tối ấy. Đây, anh em đang đổ xăng. Đây, chị em gái đổ xăng, chào em gái nhé. Ở đây là Hà Tĩnh đúng không em? Dạ. Anh em nhân viên chờ đây sửa xe luôn. Đổ đây bên luôn em ơi. Đây chưa? Đổ cho đây nhé. Cho mọi người lên review cái xe của đứa em trai này. Ủa, xe đẹp chưa? Như là cái quán bar luôn á. Chạy rất là bốc luôn. Đổ chưa đây em? Em cứ đổ thì xác đi cho xem như. Ồ, đây. Đây là. Xe xong đậu hết dàn quay phát. Đúng rồi. Xem có lá cờ trên nóc không ạ? Bây giờ đậu hết vàng đi. Anh em mình bây giờ là lên Hà Nội luôn, lên tao đang ngủ Hà Nội à? Tối mình không có nghỉ đâu hết, mình cứ chạy thôi. Cứ chạy ở đâu hết á? Chạy liên tục đúng không? Tới bến cho bà con thôi không? Đúng rồi, mình phải tranh thủ lên sớm nhá. Tranh thủ lên sớm đưa hàng cho bà con đúng không? Đi du lịch đâu mà nghỉ ngơi anh. Rồi. Chạy liên tục. Liên tục là có sẵn gà ở trên xe luôn, sẵn rồi. Gà mồi rồi. Rượu là uống để cho mấy anh uống cho sức khỏe ngày mai đi làm việc. Đúng không? Anh em nghỉ ngơi đi. Còn bây giờ tối nay là đoàn anh em và em cứ chạy xuyên đêm thôi. Xuyên đêm tối nay tài nhá. Anh em mình nhiều mà đúng không? Tài tài. Tài nhiều lắm. Cái xe này có Hùng lái giúp. Giúp. Em đây cũng lái xe hả? Đúng. Hello em nhá. Xe đây. Xe của bạn ở đây. Anh chạy xe đây hả? Xe nhà bạn đó. Xe nhà. Xe nhà luôn. Xe nhà hết. Anh em mình. Toàn bộ xe nhà hết đúng không? Bình thường thôi. Bà con Krông Park Đắk Lắk hướng về miền Bắc yêu thương. Không suy nghĩ một vấn đề hết, dù mình đi đâu cũng đã đầy bình rồi. Vào đây đổ đầy bình hết bao nhiêu tiền? 15 triệu. Đầy bình này 15 triệu. Bên này 700 lít mà.
700 lít mà chạy mấy ngày là hết. Chạy từ đây ra đó là hết rồi. Ồ, tốn quá hề. Do mình chạy nhanh quá nó uống. Làm đài phát 15 triệu luôn á hả? Dạ. Quá kinh khủng, 700 lít hả? Dạ. Trời ơi, thùng dầu khiếp khủng không cả nhà. Oh. Như cái xe khách kia mình đổ, cái bình nó nhỏ hơn đây đúng không? Đúng rồi, bình xe khách nhỏ hơn anh. Xe khách nhỏ hơn. Em còn bình dầu bên phụ nữa kìa. Bình phụ bên kia nữa. 800 lít. À. Nghĩa là mình được có điều kiện đổ hai bình luôn, lỡ đúng đi rồi. Xa đúng không? Hai bình là 40 triệu anh ơi. Trời ơi, nhưng mà khiếp khủng chưa. 40 triệu mà chạy nó ngốn, con ác chưa. Bình đây, bình như đây, thùng như đây. Đồ nghe anh anh. À, đồ nghe. Đây là anh em Đắk Lắk cả nhà. Đây này có một cái bồn dầu phụ bên này nè. Bồn dầu phụ bên này nè. Nước có đầy chưa nữa, xem nước có đầy không? Trống rỗng luôn, không đầy. Rồi anh em nghỉ ngơi đổ xăng, bắt đầu lên đường chạy tiếp nhé cả nhà, chạy xuyên đêm luôn. Hôm qua giờ thì mình cũng đã may mắn là có được em trai tên là Hùng đã giúp mình chạy xe cũng đỡ, rất là đỡ luôn cả nhà ơi. Chứ về chạy về xuyên đêm như thế này mà không có người thì chạy thì rất là mệt luôn. Chào Tèo em. Tại sao lại thơm rồi? Thơm rồi, thơm thơm rồi. Thơm quá. Trời ơi, thơm quá rồi. Anh em tôi để dành tối mới tắm. Con Tèo tắm thơm quá. Vâng. Đổ xăng dầu xong thì anh em che ra ngoài kia để đậu cho nó gọn chỗ đó cả nhà. Gọn chỗ xong rồi tập hợp anh em tắm xong thì bắt đầu di chuyển nhé. Anh em đổ dầu xong hết rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ anh em tập kết ra đây xếp hàng ở đây chờ. Chờ mấy anh em kia tắm xong thì bắt đầu ra đây anh em mình bắt đầu di chuyển nhé. Sao hết rồi? Tắm luôn hả? Nhà tắm thì có một phòng thôi nhưng mà anh em thì rất là đông luôn nên là không có chờ được. Nên là giờ anh em mình phải đi thôi. Em tắm chưa? Rồi. Tắm rồi hả? Rồi đâu thôi. Nhanh thế. Rồi đâu thôi. Để em tắm trước rồi mà. Anh thì để dành tối tắm chứ giờ vội quá rồi. Rồi đây mình đã tập trung hết xe ra ngoài đây rồi cả nhà. Một dàn xe rất là khủng luôn. Rồi sau khi nạp nhiên liệu xong thì bây giờ mình sẽ di chuyển nhé cả nhà. Thì để sẽ đi thẳng lên Lào Cai luôn, đi xuyên đêm trong đêm nay luôn. Rồi lần lượt xem sao. Xe khách đây là đi sau cùng. Còn xe của mình nữa là đi sau cùng nữa. Rồi, lên xe. Nãy giờ di chuyển thì bây giờ anh em mình cũng đã nhập vào cao tốc Bãi Vọt rồi cả nhà. Đây là một cái đường cao tốc mới làm vừa xong. Thì nó liền giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Hành trình tối nay thì anh em mình sẽ đi ra tới ngoài Hà Nội thì sẽ đón đoàn của em Mai. Tối nay em Mai nhập đoàn luôn đúng không chị? Chị Trang. Tối nay em Mai nhập đoàn luôn đúng không? Em Mai cùng với những ai nữa nhỉ? Hà Nội luôn anh ơi. Tới Hà Nội nhập đoàn của bên Hà Nội có cả... Thấy Mai bảo có cả đoàn bác sĩ đã ở trong Sài Gòn ra nữa. Ồ, thế đã thế. Thế là... Mai đang sắp xếp để đón mọi người ở đó. Thế thì đợt này bà con vùng cao được nhờ, quá nhờ rồi. Từ không có bác sĩ, hôm nay có bác sĩ đi nữa thì quá tuyệt vời luôn chị. Cả nhóm y sa tá bác sĩ. Dạ. Ủa cái cao tốc này tới Hà Nội luôn hả em? Dạ, tới Hà Nội luôn. Ồ, thế thì sướng quá nhờ. Thế thì bây giờ anh em mình bon đây này tầm cỡ tiếng đồng hồ là tới chứ mấy? Xa đây. Xa đây. Tiếng tới không? 8 giờ, 9 giờ. À, 8, 9 giờ mà tới Hà Nội. Dài lắm. Dài lắm đấy. Thì lúc nãy cũng may mắn là em Mai bảo là tối nay là có chỗ cho chị em mình tắm rửa rồi. Sắp xếp sẵn rồi. Sẵn rồi. Cho tắm rửa xong rồi lên đường đi Lào Cai luôn. Dạ đúng rồi. Dự tính là sáng mai chạy thẳng như thế thì sáng mai đến sớm.
Vì cái chuyến hành trình này của mấy anh em đoàn của mình thì sẽ đi xuyên đêm luôn cả nhà. Hôm qua là xuyên bằng đêm một lần rồi, tối nay là xuyên bằng đêm lần thứ hai. Hai đêm xuyên. Xuyên lục địa luôn. Và tối nay thì sẽ xuyên tiếp tục xuyên đêm thì cố gắng cho để mà đến với Lào Cai càng sớm càng tốt để mà hỗ trợ ứng cứu bà con đang vùng lũ đang cần sự hỗ trợ giúp đỡ nhé. Vì anh em tài xế ở đây rất là nhiều. Mới lúc đầu ở dưới Quảng Ngãi em lo lắng là lên đây là không có tài xế đi theo cùng mình chắc là toang luôn ấy. Mệt ha. Lái xuyên đêm với xuyên ngày sao chịu nổi gì? Mà nhà mình đoàn của mình nhiều mà. Dạ, đoàn rất đông anh em luôn. Đông anh em. Hôm nay đoàn rất là đông người luôn rồi nha. Nhưng mà toàn là thanh niên thôi, chỉ có chị Trang là chị đẹp gái nhất nhà. À chị Hằng à. Em cứ tưởng chị Trang. Chị Hằng. À. Chị Hằng và chú Cụi là nhớ tên chị đúng không? Cứ nhớ tên chú Cụi là nhớ tên chị Hằng. Mình ví dụ như mình muốn nhớ tên một ai đó là khi mà mình gặp nhau lần đầu tiên rồi đó thì mình sẽ nói xong mình liên tưởng tới một cái gì để cho nó dễ nhớ nhất đấy, chẳng hạn như mình lưu tên trong danh bạ cũng vậy thì mình liên tưởng tới cái gì là nó dễ nhớ nhất là khi mà mình gặp lại cái tên đó thì mình sẽ nhớ là à tên này mình gặp ở đây thế đấy. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà mình cùng đồng hành với đoàn của anh em mình nha. Rồi bây giờ thì anh em mình ghé ở đây nghỉ ngơi tí xíu coi nha. Nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục thay lái chứ bên này đây lái nãy giờ buồn ngủ quá rồi. Chuẩn bị sắp sửa chui hầm rồi. Hello. Sắp tới chỗ chưa em? Hả? Sắp tới chỗ ăn cơm chưa? Chưa. Cây cũng được nhé. 60 cây nữa. 60 cây hả? Tối đêm nay thì cũng có một chỗ nhà hàng thì cũng mời anh em trong đoàn để ăn tối nha cả nhà. Để tới đó anh em tắm rửa luôn. Em tắm chưa? Chưa hả? Bây giờ tí nữa tắm. Đây là anh em xe cứu thương dẫn đầu. Đúng rồi. Nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục lên đường nha cả nhà. Gần tới chỗ chưa em? Gần tới chưa Hành? Gần tới ăn cơm chưa? Gần đầu khoảng tới độ 60 cây nữa. Tới Hà Nội chắc lâu đúng không? Gần tới rồi đó anh. Cũng mới tới cái gì đó. Đêm nay là đi xuyên đêm luôn đó mọi người. Hello anh em nha. Anh em đoàn nào đây? Em ở Nghệ An, Nghệ Đàn. Nghệ An à? Dạ. À, Nghệ An. Chào. Bốc tay. Anh đi lên vùng nào đây anh? Anh lên Lào Cai. Lào Cai à? Hello em nha. Yên Bái. Yên Bái à? Em đi Yên Bái. Dạ. Hello. Anh em cũng nghỉ ngơi, dừng ở đây nghỉ ngơi mọi người. Anh em Nghệ An. Em gái nha. Nghệ An tí xíu thì bây giờ anh em mình bắt đầu khởi hành nha cả nhà. Thì đây còn tới chỗ mình ăn cơm thì còn khoảng cỡ 60 cây nữa. Bắt đầu bây giờ chui vào hầm. Hầm này gọi là hầm gì đây mình chưa biết tên nữa. Bãi vọt đây. Bãi vọt hả? Chắc ngày xưa ở đây còn vọt nhiều lắm không? Chắc vậy. Người ta gọi là bãi vọt. Đây là hầm bãi vọt chứ cả nhà. Rất đẹp luôn. Cũng như hầm Hải Vân thôi. Nhưng mà đường hầm này nhìn rộng hơn nha. Dạ đúng rồi, rộng hơn. Nó có hai hầm mà đường vọt. Thanh thang luôn nha. Nó không có 2 chiều. Hầm bên kia là chiều kia. Nay người ta làm đường cao tốc này mình đi Hà Nội rất là nhanh luôn. Đi đường quốc lộ kia thì hơi xa tí, lâu tí. Đi này bao nhanh luôn. Từ bây giờ chạy đến sáng ngày mai thì hôm nay là chạy xuyên đêm luôn.
sinh viên luôn là để sang ngày mai đến với Lào Cai sớm để mà ứng phó đưa lương thực nhu yếu phẩm cho bà con. Trên đó bà con giờ cũng đang rất là cần rồi. Nên anh em là phải thay phiên nhau chạy ngày chạy đêm, không ngừng nghỉ. Phải chạy thông luôn ấy, yeah. Hai đêm. Chạy thông hai đêm đúng không ạ? Hôm qua một đêm ngày, rồi. Một ngày, một ngày rưỡi. Hôm qua là hai đêm một ngày rồi. Trên Đắk Lắk là xuất phát từ lúc trưa đúng không em? Đúng rồi, trưa. Đúng rồi, trưa. Buổi trưa xong đến buổi tối xong rồi này. Hôm nay một ngày nữa. Ngày nữa. Xuyên suốt luôn rồi. Tối nay là thêm một đêm nữa. Buổi tối nay thì đây mình có mặt tại nhà hàng, đây là của chị gái này, yeah. Chị gái tên gì nhỉ? Tên Liên ạ. Chị gái tên Liên, nhà hàng mình tên gì nhỉ? Nhà hàng Nam Liên ạ, Thanh Hóa. Nhà hàng Nam Liên, Thanh Hóa. Yeah. Tối nay là chị Nam Liên mời đoàn anh em mình ăn cơm miễn phí nha cả nhà. Yeah. Miễn phí hay lấy tiền hả? Miễn phí đó, miễn phí hoàn toàn. Yeah. Cảm ơn chị nhá. Tối nay mình hát tặng chị một bài nhá. Được không? Lát để nha. Chị hát tặng một bài nhá. Đấy, bây giờ đây mình đầu mình sẽ ngồi ăn cơm nha cả nhà. Ở đây thì có rất là nhiều đoàn từ thiện luôn. Anh em cũng sẽ vô đây ăn cơm trong này luôn. Đây. Ở đây cũng có em gái là đoàn Nghệ An. Tối nay là anh em mình ăn cơm cùng nhau nhé. Ờ, em gái dễ thương kìa nhỉ. Các em đã có người yêu chưa? Dạ, chưa. Chưa, có rồi. Chưa. Thế mời em theo anh về Tây Nguyên không? Có. Rồi, về đi hải cà phê. Nhưng mà có một mình anh bây giờ, một mình anh lấy bốn vợ được không? Em đang lấy bốn mấy vợ, mày lo chứ, bốn vợ anh thôi chứ. Bốn vợ nhá, hôm nay là lấy hết bốn vợ để em về nhá. Mày mi mày theo chứ. Đi đã, anh em mình giao lưu sau nhá. Dạ vâng. Nhá. Em đang cầm cái tay này, em cầm cái máy này. Đây là gian hàng Đắk Lắk. Em ở Kon Tum và Đắk Lắk nhập đoàn này. Em là chủ nhà hàng. À, anh chủ nhà hàng TikTok, ăn nước cay nổi tiếng. Hôm nay nãy gặp vợ anh là chị Liên đúng không? Đúng rồi. Anh là Nam hả? Vâng ạ. Hôm nay là anh Nam với chị Liên mời đoàn của anh em mình là một bữa cơm miễn phí cả nhà. Cũng với lại mời những đoàn kia nữa. Vâng, hoan hỉ rất chi là muốn đón đoàn các anh. Mong rằng các anh giúp được đồng bào. Em không có gì cả, có một tấm lòng nhỏ mọn để cùng nhau ta giúp đồng bào. Chúc anh sức khỏe thật nhiều, kinh doanh ngày càng đông đầu khách nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Món ăn tối hôm nay ở đây mình ăn là gồm có là cơm, trứng, dưa, cá và cà. Tối nay ở đây mình tiếp tục chạy siêu đêm nữa nha cả nhà. Rồi anh em bây giờ sắp xếp chỗ ngồi đó. Chỗ ngồi ổn định vào rồi chuẩn bị ăn cơm nhé. Anh em ngày nay chạy xe cũng mệt hết rồi. Rồi mời anh em ăn cơm nhá. Chào anh nhà làng nhá. Chào anh nhá. Khách hôm nay là rất là đông luôn mọi người ơi. Nhà hàng Nam Liên. Cơm hôm nay là có cả thịt luộc nữa này. Thịt luộc cá và rau cà. Còn anh em ngồi vô vô đi. Ôi, có cả thịt gà nữa này. Cả thịt gà nữa này. Ôi, từ nhà chú đáo quá giờ. Rồi rồi, mời em ăn cơm nhá. Rồi 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 rồi, mời mọi người ăn cơm nhá. Cơm nhanh rồi tiếp tục lên đường. Anh em đã ổn định chỗ ngồi, bây giờ mình cũng sẽ ngồi vào ăn cơm cùng với anh em nhé cả nhà. Hôm nay cơm có quá nhiều món luôn cả nhà ơi. Món thịt này ăn cơm rúng bài luôn nè. Cơm là cái cơm nóng nhá. Đây, còn cho đĩa cơm cho chị. Cơm xong hết rồi. Ngon quá, ngon đi. Nó buồn mà gặp bữa cơm này ngon quá. Đây, đây ăn cơm mới ngon này. Đây đây, ngồi đây đây.
cơm no chị gái ơi. Cơm no đi. Cơm này nhiều đồ ăn, có ăn rất ngon luôn. Anh có ghế à? Anh có ghế ngồi à? Không, ngồi ăn nhiều hơn anh, đi nhiều hơn. Đứng ngồi ăn nó nhiều. Anh ăn đây là xíu quay. Ngon nhỉ? Thôi anh em mình dùng đi. Cái này đồ hộp trưa đây này. Đồ trưa hả? Đồ trưa vẫn còn ngon mà. Đồ trưa ở đây quán kia cho hả? Đúng rồi. Dạ, vẫn ngon mà. Mà sao nó có sức khỏe là tối nay chạy xuyên một đêm nữa. Sáng ngày mai mới tới Lào Cai được. Sáng ngày mai tối chạy xe nha. Thì giống Pha Đình Tùng dữ ấy. Em ruột cũng hơi Đình Tùng. Pha Đình Hiếu. Là chủ quán rất là dễ thương luôn. Thì xem cái video này ở trên kênh Gia Làng Tây Nguyên nhé. Anh nhiều người biết lắm nha, con trai em cũng biết anh nè. Vậy hả? Ô sao hay thế nhỉ? Hai đứa biết luôn à. Sao hay thế nhỉ? Em dù là hôm nay là em chưa ăn cơm nhưng mà em thay mặt đoàn là em cảm ơn chị rất nhiều nhé. Và qua video này mà quý vị khán giả đi kênh của mình đó là có xem được video này mà mọi người có đi qua tới Thanh Hóa thì mọi người sẽ ghé tới nhà hàng tên gì nha? Nam Liên ạ, à. Nam Liên Thanh Hóa. Địa chỉ ở đâu nha? Ở nút giao cao tốc Đông Sơn, Đông Minh. Cao tốc dạ. Đông Sương đúng không? Vâng ạ. Số điện thoại của chị là tên gì nhỉ? 0866 0866 125 935 935. Ok, em lấy số của chị luôn nhé. Rồi. Em lấy số chị luôn nhé, em lấy số chị luôn nhé. Rồi mọi người có ai có đến với Thanh Hóa thì mọi người hãy ghé đến nhà hàng của anh chị để mọi người thưởng thức những món ăn ở đây nhé. Anh chị rất là tốt bụng luôn, hôm nay là cho đoàn anh em rất là đông luôn, ăn cơm này, ăn cơm mà không mất tiền mọi người ơi. Bây giờ cơm nước xong rồi thì anh em cũng chuẩn bị lên đường cả nhà. Nổ máy, nổ xe chuẩn bị lên đường rồi. Hôm nay gặp ở đây thì cũng có những đoàn của những anh chị ở Nghệ An. Bên đây cũng được ăn cơm chung ở đây. Rồi tạm biệt anh chủ quán nha. Tạm biệt anh chủ quán nha. Chúc mọi người lên đường mạnh khỏe, vui vẻ nha, bình an nha. Rồi. Tạm biệt các em Nghệ An nha. Rồi đi về thôi, đi thôi. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Anh em mình đang di chuyển trên đường cao tốc là Nội Bài với Lào Cai nhé. Thì chắc tầm cỡ 5 giờ sáng thì anh em mình sẽ có mặt tại Lào Cai rồi. Nên nãy giờ cũng đã đón được em Mai rồi. Em Mai đi máy bay say xe không? Không say. Tại vì là đang có tinh thần rất phấn chấn. Thì bà con ở trên Lào Cai đang chờ đợi á. Tại vì đội mình đã liên hệ với lại chính quyền địa phương rồi. Họ đang chờ mình á, cho nên là đoàn mới đi xuyên đêm để tới như này đó. Thật ra là anh đêm này là đêm thứ 3 không ngủ này. Cái đêm đầu tiên là hôm đó là chờ mọi người đi qua bên Quảng Ngãi á, là đêm nào đó là cứ thao thức cứ chờ xong rồi đêm hôm qua là chạy xe xuyên một đêm rồi, đêm hôm nay là đêm thứ 3 luôn rồi. Em cũng vậy thôi, tại vì là lúc mà khi mà ở nhà cũng thế mà. Xe của anh em mình bây giờ đang tập trung nối đoàn vào đây. Xuyên đêm đấy. Xe của mấy anh em Cron Bắc thì vẫn là đi xuyên bằng đêm để mang nhiều yếu phẩm đến cho đồng bào trên Lào Cai này cả nhà. Miệt mài đi từ hôm bữa giờ là đi xuyên đêm. Đêm này là đêm thứ 3 rồi nha. À, đêm thứ 2 nhé. Mình thì đêm thứ 3 rồi.
quần áo đổ nhiều nha. Chắc họ mang đi từ thiện. À, mang đi từ thiện rất ra đó. Đấy. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Anh em mình bây giờ còn tắt cái máy nghỉ đi quý. 40 cây số nữa tới Lào Cai nhé. Tắt máy đi. Giờ nghỉ ngơi tí xíu rồi anh em mình chạy tiếp nha cả nhà. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Đoàn của anh em mình đã đi tới Lào Cai rồi. Thì bây giờ sẽ đi vào tận trong thôn bản để hỗ trợ cho bà con nhé. Phía trước kia là xe cứu thương dẫn đường. Phía sau kia là đoàn anh em đang đi lên. Đây, đi xuống đây thì đường này nó bị sạt lở như này rồi. Không đi được nên là phải quay lại được cả nhà ơi. Quay lại đi đường khác, kiếm đường khác đi. Sạt lở quá nặng này mà xe thì to quá thì không thể nào đi được rồi. Quay lại rồi. Bây giờ anh em trong đoàn đã đi tới chỗ vùng bị lũ rồi cả nhà ơi. Bây giờ đi sâu vào trong dân thì đoàn tập kết dân qua lại và trao tặng tay cho dân luôn nhé. Anh nha, nước rút lâu chưa anh ơi? À, 4 ngày rồi. Rút 4 ngày rồi. Tàn hoang hết, nói chung là không còn cái gì. Nhà cửa rồi, có cái bị sụp luôn rồi. Đường lỡ hư hết đường luôn rồi. Nước lũ rút rồi đi rồi nhưng mà bây giờ để lại sự hoang tàn và mất mát quá lớn đối với bà con. Nước thì vào tận hết trong nhà luôn. Có nhà thì sập luôn. Ở trên vách núi nó lở xuống và dưới nước thì nước dâng lên nha. Hai bên dập vô thì bà con đang đứng ở giữa. Nước lên quá cao luôn. Phía trên thì sập xuống, phía dưới thì nước dâng lên. Cháu thì bây giờ từ sáng giờ mới tìm tới đây này, nên bởi vậy nên ví dụ như bác có thiếu cái gì để cháu hỗ trợ. Đấy, là, hỗ trợ xuống ý là hàng xóm này cứ huy động đi, người nào thiếu có nói cháu. Nữa chung anh dâm bây giờ tất cả nhà lọc nhà kia. Rồi cứ mang tới đây cháu. Đây cái bà mang cho đây. Ở đây giờ chia cho bà con. Ai cần gì thì lấy nãy nha. Đưa chút lại hơn chục nhà, 12, 13 nhà. Bây giờ nhà mỗi nhà lấy đưa thùng nước đây. Rồi chia cho bà con thôi. Để có bì này. Thôi thùng thôi được không? Mì tôm để cho không để mọi người chia nhau không được. Mình chia trong kia. Có mì lòng để mang trong kia. Để mang trong kia. Ở đây mọi người cũng ít nên là chừng đó thôi. Rồi. Thế thôi, nhiều nữa. Dạ, nhiều rồi, được rồi. Nhiều quá. Để cho người khác nữa chứ không lấy dư nhỉ. Còn nhiều người khó khăn hơn. Đúng rồi. Đi đâu, đi chỗ nào? Bây giờ anh em tiếp tục đi rồi nha. Đi nước rút rồi.
như bà con đang chờ thế này, đúng không? Rồi tiếp tục là ghé trạm đây cho bà con tiếp nha cả nhà ơi. Chúng tôi đến đây rồi bà con ơi. Ôi. Từ đã. Nước đã rút rồi mà bây giờ đường bắt đầu dơ khó đi cả nhà ơi. Nghe kể trong kia là bị tắc đường ở trong kia. Nước giăng quá là nhiều luôn. Những nhiều căn nhà kia là đã bị nước lũ cuốn trôi hết rồi. Không xuống được đâu, tắc cái đường rồi, không đi được đâu. Tắc đường à? Không đi được nữa rồi. Ôi chết, không đi được nữa rồi. Phía sau kia cũng còn rất là nhiều đoàn xe đi vào nữa nhưng mà bị tắc đường mất rồi cả nhà ơi. Ôi đường càng ngày càng xấu rồi cả nhà ơi. Đường đi càng ngày càng xấu rồi. Đường rất là đông xe và rất là kẹt luôn cả nhà ơi. Nhưng mà vẫn cố gắng để mà đưa những cái nhu yếu phẩm này vào cho bà con nhé. Ở chỗ đây thì bị lỡ hết rồi. Ở đây bị lỡ hết rồi. Chào bác nhá. Ôi ôi hai bên bờ, ôi nhà sụp luôn này, sụp cả nhà luôn rồi, núi đất lên đồi nó lở xuống rồi cả nhà ơi, quá thương cho bà con luôn. Bên kia cũng có nhà sập nữa rồi kìa. Đấy, nhà chỗ này là cũng sập rồi, máy tôn bay hết rồi. Còn tắc xe chưa đi được cả nhà ơi. Trong kia thì máy xúc người ta đang xúc đất để người ta cho đường xe đi. À, xin chào. À, chào anh nha. Trong đây đang tắc đường. Sao đây. Anh đi đâu luôn. Đây. Chào anh em nha. Chào làng Tinh Nguyên nha. Ờ, xin chào. Ôi nhà đường còn tắc luôn kia, còn xe rất là đông luôn mọi người ơi. Đây mọi người xem này. Nhà cửa bà con là coi như là trôi không còn một cái gì luôn. Nhà sập trôi dưới giường. Thực tế nhà đây bên này, nhà bên này cũng chẳng còn gì luôn, sập hết cả nhà, trôi hết đi ra sông luôn, không còn gì luôn. Nhà cửa hầu như là tan hoang hết. Không còn một cái gì. Còn cái nhà chỗ đây nó cũng sập, nó trôi dưới sông rồi. Anh em của đoàn này đang hỗ trợ. Đường thì rất là đông người luôn mọi người ơi. Giờ thì cũng kẹt đường rồi. Đặc buộc phải vô hết trong nhà rồi. Mọi em vẫn đang ở trong chỗ làm đủ để đi vào đi chỗ làm cốc. Nước giao này rất là cao luôn mọi người. Liên lạc được với nó lần nào. Càng vô trong đây thì càng bị nặng hơn đấy cả nhà. Trong này nước nó lên, bùn nó lên rất là nhiều luôn. Bùn nó ra rất là nhiều luôn. Nhà cửa như là bị hư hỏng hết rồi. Nhà hư, cửa hư hết rồi. Không còn một cái gì. Đấy, bây giờ là mưa lũ đi rồi, để bà con đang phải dọn nhà. Yeah. Cố gắng thôi, thiên tai mà. Chai muốn không? Rồi bây giờ bà con đã chuẩn bị tập trung đầy đủ rồi nha. Để chuẩn bị sắp sửa để trao quà cho bà con nhé. Bà con đây là bị cô lập lâu chưa? Mà bị cô lập là phải cũng hơn tuần đấy rồi. Bị mắc nhà luôn, trôi nhà luôn hả? Vâng, trôi nhà mất khổ. Người thì thiệt hại, chết người, thế sạt lở thì ở trong lũ thì
mất hẳn một làng. Như một làng trong kia là mất hết cả một làng luôn hả? Ờ, mất một làng luôn ạ. Làng sập xuống là mất cả một làng luôn. Hết gần 100 người ạ. Người ta tìm thấy xác hết chưa? Chưa hết ạ. À, chưa đủ. Vẫn, các bộ đội chiến sĩ thì vẫn đang về tìm kiếm. À. Và đang vẫn đang tìm kiếm. Đau thương mất mát rất là nhiều luôn mọi người ơi. Thì hôm nay có những phần quà đây là của những anh em ở bên huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk ấy, là đến để trao cho làng mình, là một chút quà đó là của anh em. Rồi bây giờ bà con chờ tí chút để nhận quà nhé. Em về đây phát quà xong là xuống qua xong rồi. Các lòng hảo tâm của các anh từ các miền ủng hộ về miền Bắc, về Lào Cai chúng em. Đi từ Đắk Lắk ra đây là đi 2 ngày 2 đêm á, tới đây đúng 2 ngày 2 đêm, đi xuyên luôn. Đi xuyên luôn, đi 2 ngày 2 đêm ấy. Còn chưa, còn không có thời gian con tắm luôn ấy. Mới xin nước gội cái đầu nè. Mới vừa xin nước trong đây gội cái đầu thôi, còn chưa tắm luôn. Cảm ơn các cháu nha. Sáng giờ cháu chưa ăn cơm luôn, chưa ăn gì luôn. Đi là đi dọc đường là không có nước để tắm đâu, đi xuyên luôn, không có ngừng nghỉ chỗ nào hết. Nên vừa xin nước gội cái đầu đây, vừa xong đây. Dạ. Mấy anh em là đang bỏ hàng xuống phân phát ra thành từng túi tí nước trao cho bà con nha cả nhà. Gồm có nước và bánh mì rồi mì tôm. Kia ra bì bên kia là tặng cho mọi người. Rồi bây giờ mời bà con nhận quà nhé. Một phần nào để bà con vơi đi những mất mát của do là thiên tai lũ lụt gây ra. Những anh em tình nguyện viên làm việc rất là cực lực luôn. Thì sáng giờ anh em mình cũng chưa ăn gì luôn nhé cả nhà. Đang là hôm thứ hai rồi. Đi xuyên suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Không cảm nhé bà con, chúng tôi chưa tới rồi. Giờ chưa quà giúp cho bà con. Phần nào vơi đi những mất mát trong cái cơn bão lũ nhé. Bà con em đã tập trung đông đủ rồi cả nhà. Còn một là bản trong kia nữa nhưng mà lũ đã cuốn trôi xuống đè chết hết một bạn luôn. Một hộ như đây được nhận được 2 thùng mì luôn hả? 2 thùng mì. À. Cứ nhận đi, nói chung là nước với lại thức sữa. 2 thùng mì và nước, nước uống và đồ ăn. Một phần quà và 2 thùng sữa, 2 thùng nước. Đồ ăn những bánh kẹo rất là ngon luôn đấy cả nhà ơi. Bánh kẹo ngon, đắt dài. Cái nước được. Ở bên đây thì mấy anh em cũng đang cho hàng xuống đấy cả nhà. Tí nữa sẽ một số sẽ vận chuyển vào bên bản ở bên trong nữa. Ở bên ngoài đây thì có một số rồi. Thì tí xíu nữa sẽ chuyển vào trong kia nữa. Và còn đưa những phần quà cho những chú bộ đội đang đi tìm xác của 100 hộ ở trong kia. Mọi người còn có sữa và mì gói rất là nhiều nha cả nhà. Mấy anh em này thì mỗi người mỗi công việc, người thì bỏ hàng xuống, người thì có chia ra từng bì từng phần một để cho một người kia thì sẽ trao cho bà con nhé. Mấy anh em đang làm việc rất là hăng say cả nhà. Thì từ sáng giờ anh em mình cũng chưa có ăn một cái gì hết.
nhưng mà tinh thần làm việc của anh em rất là hăng say, ai cũng làm việc rất là cật lực luôn để mang đến những cái phần quà cho bà con bị thiên tai lũ lụt. Bà con ai cũng rất là vui. Giờ có nhiều phòng bà không có nước rồi. Vâng, cảm ơn bà con mình hợp tác. Ai ghi càng nhanh lên bước ra đây. Càng nhanh là hợp tác thì nó sẽ càng nhanh hơn. Bước ra đây. Lối này mời mọi người không đi vào lối này nữa. Mọi người muốn đi từ hướng trên đi xuống nha. Cửa này mọi người đừng đi vào. Thì lối này là dành cho lối đi ra thôi. Đây là xe đó chở xác chết về hả? Có xác ở trên đó không? Có xác chết ở trên đó không? Chắc là có. Xác chết trôi về. Xe đây xe chở xác chết trôi hả? Có người ở trên đó không? Có. Lũ ở trong, lũ ở trong. Lũ ở trong mới hẳn. Hơn 100 người chết rồi mà. Hơn 100 người luôn à? Đi ra bên đi xe đó có người không? Có vớt được người không? Người chết rất là nhiều luôn cả nhà, hơn 100 người luôn. Bên đây thì mấy anh em thì tình nguyện viên của bác sĩ rất là nhiệt tình luôn. Con dao rồi. Lấy làm gì vậy? Nhưng bao nhiêu à? Tên gì? Mình 15 tuổi rồi qua bên này. Hôm nay là cũng nhân dịp trung thu nên là đoàn anh em Crong Park cũng đã phát bánh trung thu cho các em nhỏ nha cả nhà. Vừa trao quà xong thì cũng sẽ phát bánh trung thu cho các em nhỏ ăn trung thu nhé. Ừ, em nhỏ nước sau nữa kìa. Em nhỏ tao rô đi em nhỏ ơi, em nhỏ. Ở đây là nhận bánh, còn quà thì nhận theo suất bên kia nha. Ừ. Đây là nhận bánh. Bánh đây là bánh trung thu. Rồi giờ trao quà kia xong rồi giờ bắt đầu
tiếp tục qua trung thu. Mấy em nhỏ tập trung vô em nhỏ ơi. Trời đang là rất là nóng nên là các bà con đây cũng đã quạt cho mấy anh tình nguyện viên rất là ngon luôn. Quạt đây là quạt chạy bằng cơm ấy mọi người. Rồi bánh trung thu nữa để về chờ đi trung thu ăn nhá. Ông mình ngắm lắm, lại mới cứ mít cùng nhá. Thì buổi chiều nay thì mấy anh em trong đoàn Krông Bắc thì cũng đã phát quà cho bà con được một số rồi cả nhà. Thì buổi tối hôm nay thì có chị Hương ở thị xã Sapa có mời đoàn 30 anh em về tối nay ăn một bữa cơm cho no bụng rồi tiếp tục ngày mai rồi tiếp tục đi một điểm khác nữa. Chiều giờ mấy anh em mình là cũng đã đi xe từ ở dưới cái chỗ mình trao quà hôm nay là chỗ đó gọi Bảo Yên à. Từ Bảo Yên đi lên tới Sapa thì nó phải cỡ 100 cây số gì ạ. Dạ. Chiều giờ bọn em di chuyển đến đây thì bây giờ mấy anh em là đói quá rồi, giờ xin phép ăn trước. Giờ chờ mấy anh em kia thì cũng đã trao nốt cái phần quà rồi đang đi lên sau. Anh cần nói với con chị ơi, đeo để cho quay cho mấy này. Cái ấy nhá, cho mấy cái mua. Đây là có món thịt, đây là thịt gà bản này, bản này. Dạ, bản không này. Ngon. Yeah. Tại vì các bạn không biết là giờ nào lên thì tôi lại bảo là thôi chắc là lên muộn thì ăn cháo cho nó ấm bụng ấy. Yeah. Thế nhưng mà lên đến đây thì bữa cơm này có cả canh chua cá tầm nữa. Các bạn ăn. Còn cá tầm như là cá tầm để hấp hay sao để chiên. Rồi để xem các bạn sẽ mang. Em vừa gọi cho mấy anh em kia thì nói là vừa đến cao tốc rồi thì chắc tầm cỡ một tiếng đồng hồ nữa là mới tới. Các bạn nên giờ nào để ăn rồi đấy. Nên bây giờ anh em của em lên trước thì bây giờ dùng trước, bây giờ dạ. Thật sự đói bụng lắm rồi. Cả hai đêm nay là mấy anh em là coi như là hầu như là thức trắng luôn. Vừa lái xe, ban ngày thì đi trao quà cho bà con, đêm thì thức trắng chạy xe. Thế là có khỏe rồi, yeah. Cứ lên tới Sapa là đỉnh cao nhất của đất, yeah. Trời rồi. Thế là mai còn lên đỉnh Bát Sĩ Văn nữa thì là cao nhất của Đông Dương. Nhà mời ăn cơm nhá. Được rồi, cả nhà mời cơm. Mời anh dùng cơm nhá. Anh ăn cơm thôi, anh mời cơm rồi. Anh miếng. Các bạn mời cơm đi. Không biết là tên thủ về ngủ để có sức là ngày mai tiếp tục. Anh Nam Định. Ôi anh. Em Nam Định đây. Ừ, xin chào đồng hương. Anh ở Hải Hậu, Nam Định. Dạ, em ở Vinh Anh, trong biển, trong phố. À, ok. Dạ. Chúc mừng. Dạ. Thế là bạn đang ở miền Nam thì đang ở vị trí nào? Em thì gốc Nam Định, nhưng em lại sang Cộng Hòa Séc. Em sinh sống được 28 năm rồi, nhưng năm vừa rồi em lại quay về Huế. Em định sống ở Huế và em đang đầu tư, em cũng mở homestay ở Huế. Okay. À, đang xây rồi. Đang có ý tưởng xây dựng. Vâng, thế là đây chơi Mai, vì Mai cũng ở bên Cộng Hòa Séc với em. À. Thế cô quay về thì cô về Đắk Lắk cô ạ. Thế là okay. Em với thấy thế là cùng nhập đoàn Đắk Lắk là các bạn ấy qua Huế đón em. Okay. Em chập đoàn. Chúc mừng cứ mạnh thường quân. Đã có tấm lòng nhiệt về quê này còn đúng qua thời điểm mà thiên tai bão lũ. Ngày xưa lắm. Em cũng duyên, ngày xưa là em về Việt Nam mà lúc mới đợt Covid kia xong rồi làm cái đợt mà bão lũ miền Trung ấy. Hôm lúc vợ em mới quen đoàn Đắk Lắk này để từ thiện cùng á. Sau thấy cũng vô tình thôi đi từ thiện cùng, thấy Đắk Lắk đẹp. Thế là về định cư luôn, ở luôn Đắk Lắk từ lúc đến giờ. Có bây giờ lại lần có một chữ Đắk ở. Thế nên mình còn Lắk nữa thì nên còn càng tròn quá. Thì giờ em cứ trêu bảo từ Tây bỏ về Tây Nguyên đi, tức là làm gì làm cũng phải có một chữ Tây. phải có một cái chữ Tây mới chịu đúng không? Chữ Tây mới chịu. Lúc chiều nay có chị Hằng đi trao quà cùng, nhưng mà hôm nay chị do trời nắng quá chị Hằng không ra nổi nên phải ở trong xe trú nắng. Buổi tối hôm nay thì mới có mặt chị Hằng ăn cơm cùng. Các mạnh thường quân mà đã ra tới Lào Cai và lên tới Sapa là nên đỉnh cao rồi. Yeah. Yeah. Nhưng mà đẹp thật, trời ơi. Đẹp mắt mẹ nữa. Trời, lúc mà hôm nay Sapa là nơi gặp gỡ đất trời mà.
Sau ba cách đây 15 năm trước ấy, thì không có cái duyên. Sau đấy các bạn sẽ là tương tác xong là ra ngoài này. Có thể là mùa hè thì lên đây, mùa nắng thì là ta vào đấy. Mình kích cầu cái du lịch đó. Đúng rồi ạ. Để kết nối thực ra là quê em ở Bắc Giang. Nên là em hay đi du lịch Sapa nhiều lắm ấy. Ngày xưa là em cũng có ý định là sau này sẽ về, là ước mơ là về Sapa để ở này. Thế nhưng mà sau này là do là em không có chịu được lạnh. Em bị hen á, không chịu được lạnh. Nên là tự nhiên là ước mơ là ước mơ ở Sapa, Đà Lạt. Nhưng bây giờ em đi Sapa là cuối không nghĩ đấy nữa. Cái đó đã qua rồi. Cuối cùng bây giờ là chọn về Đắk Lắk. Nhưng mà cuối cùng có thực duyên thế nào quay quay lại cuối cùng lại bạn này ở Nam Định này. Đây là các bạn này toàn Nam An này cùng hòa sáng. Bây giờ quay về Việt Nam đầu tư. Những nhà đầu tư từ trẻ của Việt Nam đấy. Em thì lên Sapa đây cũng rất nhiều lần rồi. Do là em chơi với Hải Sapa TV đấy. Nên lên đây rất nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay là mới có cơ duyên biết thêm chị. Và hôm nay cũng cảm ơn chị rất nhiều là có bữa cơm dành cho anh em trong đoàn. Bữa cơm gia đình thôi. Bạn Hiếu đây là sự kiện cái hỏi của Hưng Hiếu ở Sapa này, một trong những cái sự kiện lớn. Đến lúc các bạn không biết thông tin là đến mấy giờ lên đến ăn. Thế nên là bọn chị cũng không dám là ấy, thế về sau không dám là để lan đồ. Thế sau đấy là chị bảo là nghĩ là thôi, bây giờ có khả năng là mọi người lên là mệt. Thế là Linh một nồi cháo. Thì sáng mai mọi người sẽ ăn sáng ở đây nhá. Cháo gà nấu rồi này. Nồi cháo gà sẽ cho mình thơm trứng nhá. Thôi chắc bây giờ cái video của mình sẽ xin phép là tạm dừng ở đây nhé cả nhà. Anh em mình sẽ ngồi ăn cơm một chút xíu rồi về rồi tranh thủ ngủ sớm để sáng mai còn tiếp tục công việc ngày mai nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình video ngày mai nhé. Sapa xin chào cả nhà nhé. Sapa xin chào cả nhà nhé. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà bình an, mạnh khỏe và có nhiều niềm vui nhé. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.